Và suốt buổi tối hôm đó, Tường Vi luôn cắm cúi, đặt hết mọi tâm huyết vào một món ăn. Ở đây nhanh lên, còn 10 phút nữa thôi. Nấu kịp không? Là đến 8 giờ, à là đến 7 giờ. Lấy cái đập tức là rắn nồi rồi, anh tự rắn lên, rắn nồi. Chỉ bởi một lời nói bâng quơ của ai đó. Có nấu cơm, có nấu gì ăn không? Chắc có, tối anh cứ về đi, 8 giờ anh về. Em nấu ai nấu? Chắc là em sẽ phụ mọi người nấu. Tại anh đang thèm một món mà, để tưởng gì thôi, yêu cầu. Không, anh nói đi. Anh đang thèm thịt bằm viên chiên. Thịt bằm viên chiên hả? Là thịt bằm xong cái vò viên rồi chiên ăn. Thịt bằm xong rồi vò viên lại rồi chiên. À vậy hả? Ừ, để em hỏi mọi người coi mọi người biết làm không. Tự nhiên thèm món đó. Ok, thịt bằm viên chiên đúng không? Ok, đây. Ngon. Đúng không? Đúng không? Cắn xíu. Ồ, anh bị không? Em không? Em ăn ra cái mà em cắn miếng lên nha, hết miếng cục rồi. Ngon không? Ngon gì đó, chị thèm cục này đi. Hơi nóng. Wow, lần đầu tiên làm món này luôn á. Có lẽ những hành động này của Tường Vi hoàn toàn mâu thuẫn với những gì mà cô đã tâm sự hôm trước. Em không biết là tình cảm của em với anh Thông như thế nào, nhưng mà em rất là sợ tổn thương anh Thông. Em sợ anh Thông thích em nhưng mà em không thích anh đó. Alo. Alo, anh nghe nè. Khi nào anh xong việc? Anh vừa xong, em vừa gom đồ xong nè, chuẩn bị đón taxi chắc về thẳng nhà chung luôn. Chắc khoảng khoảng bao lâu là anh về tới nhà? Anh đang ngồi phố đi bộ á. Khoảng bao lâu? Chắc khoảng nửa tiếng ha. Chắc nửa tiếng chắc vậy. Nửa tiếng. Ok, rồi hỏi thăm thôi hả? Tâm trạng háo hức, cô nàng còn chủ mưu lập một kế hoạch bí mật dành cho bá Thông. Anh nói về thì anh đó sẽ kêu cửa, đúng không? Đúng rồi. Thì chắc chắn là như vậy thì mình sẽ ra mở cửa. Rồi, bây giờ thì anh, mình... Anh Khôi sẽ phụ trách ra mở cửa. Không, hoặc là như vậy nè. Tắt đèn đi, xong rồi giả bộ anh nhà bị sao, điện bị cái gì, mấy anh giờ anh sửa không được. Tại vì anh đã thấy tắt điện, anh sẽ thắc mắc tại sao tắt điện. Không, tại vì Khôi sẽ ra mở cửa. Nhưng mà anh sẽ thấy trong nhà là không. Đúng rồi, cũng hay, cái ý đó cũng hay. Có nghĩa là Khôi ra mở cửa thì xong rồi anh đó mới vô đây thấy là trong nhà tối thui thì có nghĩa là bọn mình nói là anh ơi tự nhiên nhà bây giờ cúp điện hết rồi. Không, mình sẽ không nói gì luôn. Ông Khôi ra nói là cúp điện từ chiều giờ chắc nóng chết mất, đang nấu rồi nó tức là sẽ ngồi kể lệ. Kêu là mấy bà kia đang nấu cơm trong kia mà cơm tắt điện, cái cơm bị cháy rồi, tức sẽ kiếm cớ ra. Chị nghĩ là cái này nè, cái chỗ này nó không có cửa mà em ơi, có người tắt điện kêu bọn mình đi vắng hết rồi. Tao đi ra ngoài mua đồ hồi gì đó. Hồi nãy rồi kêu là anh về ăn cơm mà nó xong mà kêu. Thì kêu là cô đi ra ngoài mua đồ gì đó. Vậy thì sao? Nhưng mà ý là vô đây á thì sao? Vô đây rồi thì sao? Chị muốn sao? Chị muốn là khi mà anh cô dẫn vô phát, vô để bật đèn lên là bài hát đã vang lên rồi. Để cho anh bất ngờ. Nhưng mà cái lý do là khi mà anh Thông sẽ thấy là tắt điện, anh Thông sẽ tự đoán ra. Tại vì đúng là nhà của anh sẽ tự đoán ra, chị hiểu không? Phải rằng mình thì tự cho anh Khôi nếu một câu là nhà mới mất điện. Ừ đúng rồi, cũng hay. Thì đó ý chị nói cũng hay. Không có nghĩa là anh có nghĩa là anh Khôi sẽ nói với anh Thông là nhà cúp điện rồi nãy giờ. Mấy bà kia thì đi đâu hết rồi, có mình tôi ở nhà. Thì xong rồi, anh Thông mới bước vô cửa đây thì mình sẽ mở nhạc lên. Mình sẽ nhạc Happy Birthday, Happy Birthday á thì xong rồi quăng cái này xuống. Quăng xuống á, ông Dương thì quăng từng chữ. Được không? Bọn mình nhờ bọn mình lấy keo thay mặt, keo băng keo thay mặt đó em. Mình dán này là người yêu này nó sẽ xếp theo hàng dọc xuống á. Mình thả từ đây xuống nè. À, cũng hay. Thì ông Vi nó đang ở nhà, tụi nó đồng hành cái chiều giờ, có đứa nó đòi bỏ cuộc. Gì? Ai bỏ cuộc? Vi nó bỏ cuộc. Mà phải gì không? Nó nghe nè. Nó nghe nè. Làm tranh chính thì đừng làm diễn viên nha. Làm tranh chính thì đừng làm diễn viên. Diễn dở quá. Diễn dở quá. Ai khóc đâu? Ai khóc? Lên phòng an ủi nó đi. Tự nhiên cái gì diễn viên làm tranh chính, diễn viên dở là sao? Happy birthday. Trời, ủa sao nhà không mở được? Cái gì vậy? Ủa sao vậy? Vì sao nhà không mở được? Hả?
Nhưng xem ra mọi chuyện diễn ra hơi sai so với dự kiến ban đầu. Hả vậy? Chứ sao mà làm biết rồi đấy em. Ghét bà đi. Mọi người đâu? Có nhiều người này thôi á. Mọi người đâu? Người bận. Ừ. Như thế đúng không? Không. Còn nhiều trò lắm, em đứng yên đi đều nhắn nhớ vàng luôn. Hơi, hơi hồi hộp. Anh trời, có gì ghê ghê rồi, đứng chờ đi em. Tâm lý là anh đang lên giỏ em khóc quá Vy. Sao? Vui không? Bất ngờ đâu rồi, đâu hết rồi. Phải nói là hơi fail. Fail quá, fail rồi. Trời trời. Nhưng mà hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà không hiểu thì thật sự không hiểu gì xảy ra. Bây giờ thì nói chung là hôm nay là một ngày rất là tuyệt vời đối với anh. Thì mọi người có chuẩn bị mời anh đón nhận cái bánh kem. Nói chung là chỉ mua được bánh kem thôi ạ. Tức là nấu được một vài món vui vành. Anh đem món lại cái rồi tôi ăn. Anh ăn nhiệt. Hương ơi. Anh ơi, với cả bọn em có một thông điệp muốn gửi đến anh. Birthday. Ai? Hương hả? Cái câu này của ai? Là của ba bọn em. Thế thì cái bài hát là sẽ thả cái này xuống. Coi là cái sự lựa chọn của anh như thế nào. Quá bất ngờ đúng không? Cái này là quá bất ngờ đúng không? Bất ngờ được rồi. Anh đã là ngày hôm nay sẽ tỏ tình với anh. Anh không nói được gì nữa. Thôi chúc mừng. Có cảm xúc được rồi, khóc lại. Vui rồi. Lấy lấy nến, lại lấy nến. Tại vì nó hơi bị không liên quan đến nhau thì mà không sao. Đầu tiên á. Cái này hoa của anh tôi chứ đâu. Của em. Anh ơi biết anh thích Doraemon nên em đã đặc biệt tặng món quà này cho anh. Pikachu. Dạ. Yeah. Có bạn, có bạn, có bạn. Thôi bỏ nó ra ngay lập tức, bỏ nó ra. Bỏ nó ra cái này ra. Không. Ăn cơm. Hình như là đây là anh nói là đây là món anh thích đúng không? Đúng. Thử đi. Đây là tiền kèm với tôi. Sorry, sorry, sorry. Lấy thêm cái bạn nữa. Ngon không? Trời, thấy hình như là miệng trưởng quá hả? Ừ, ngon mà. Thôi kệ, bây giờ ngon không ngon thì mình vẫn ăn thôi. Nó ngon gì, con này là món nó làm. Con này là món em nhặt rau. Em làm nha. Bởi vì biết thôi, anh rất là thích món này nên em làm cho anh ăn. Mà anh thích viên nhỏ hơn một phần tư. Vậy hả? Nhỏ xíu vậy hả? Phần tư này thôi. Làm vậy lâu lắm. Lẹ hơn vậy. Một buổi tối quá đặc biệt với Bá Thông. Có lẽ anh chàng sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Tựa như chưa bắt đầu, tựa như ta vừa mới quen. Sau tất cả, lòng chẳng hề đổi thay. Từ ngày xa lìa khiến con tim bồi hồi. Màn đêm đã buông, nhưng niềm vui trong căn nhà màu hồng vẫn chưa thể chấm dứt. Các thành viên lại quây quần cùng nhau tâm sự để có thể hiểu nhau hơn qua trò chơi nói thật. Giờ nè, chơi chơi. Một á là sẽ trả lời thật cái câu hỏi mà mọi người đưa ra. Còn không á, không muốn trả lời câu hỏi đó thì phải làm một điều gì đó. Một cũng mọi người đưa ra rất là stupid. Cuối cùng, thôi em nghe nè. Lần cuối cùng của với bạn trai là khi nào? Bỏ cái chân ra. Đi ngày hôm nay, anh cứ đi ngày hôm nay đấy. Anh à? Hello. Hello. Dạ em báo má. Anh ơi, tạo ra. Ok, ok, xuống, xuống, xuống. Bây giờ mình... Dạ em muốn trả lời, em muốn liếm chân. Lẹ. Đi. Thôi liếm chân đi. Lần cuối cùng như là... Tôn trọng đi, ta ta lên. Bạn trai à? Chờ lấy bạn gái. Ôi mẹ. Rồi xong. Cái đây là... một tuần. Cái gì vậy má? Vậy mà mới trả lời là lâu lắm không nhớ. Em đó là tại vì em
cả đám ngồi chung một phòng, cả đám với nó luôn. Sao nữa, gọi gì nữa? Thì đấy là gọi ngồi chung với con trai đó. Chưa, tao biết mà, biết bà nghe thơ lắm. Bà thông lắm, bà thông biết, lắm. Biết ngay mà giả bộ nghe thơ, trả lời. Người mà khác phải mà em thích nhất trong nhà chung là anh. Không, không trả lời là liếm đầu anh. Trả lời đại đi, anh đúng không? Em nói đi, sao mấy người không thẳng thắn nhờ, không à. Trả lời ngay vậy đó. Rồi sao, nếu mà không trả lời thì làm gì? Mười. Anh Thông. Anh Thông. 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 Liệu câu trả lời của Tường Vi có phải là lời thật từ đáy lòng hay chỉ để che giấu cho sự thật giữa cô và Xuân Nghị? Còn Xuân Nghị, anh ấy vẫn mãi mê theo đuổi đam mê của mình với lịch trình luôn bận rộn. Liệu có cảm thấy bất an cho tình yêu của mình? Hoàng Thạch cũng vừa kịp về để tham gia vào cuộc vui. Hỏi gì? Hỏi em nữa hả? Hỏi không, thôi nào biến thái. Ai hỏi em vậy? Ngoài cái gương mặt của con gái Khôi bị hấp dẫn bởi cái gì á? Cơ thể của phụ nữ. Ôi, trời ơi. Ủa bình thường quá hả? Trời ơi, quá bình thường. Trời ơi. Vậy trả lời đi. Để suy nghĩ, để nhìn. Vậy cũng suy nghĩ, kêu bình thường không phải rồi. Để nhìn Linh để mà suy nghĩ đi chứ. Rồi vậy biết rồi, vậy là hiểu rồi á. Nguyên vỏ luôn. Nguyên cái vỏ kìa. Em hiểu rồi. Em nhìn em đi. Nhưng mà... Nói chung vòng một là cái mà gây sự chú ý với lại anh trai nhiều hơn. Không phải con trai. Ngồi ngoại hình, Khôi nói riêng, con trai nó chung. Không, con trai lợi thích cái khác thì sao em biết không? Nếu mà em ngủ à. Em không trả lời á, em phải liếm giái tay anh. Mắt Khôi, đó là mắt Khôi. Cái mắt nó giống. Anh hỏi em đi, em rất là thẳng thắn. Thẳng thắn luôn. Mình phải massage cái này nữa. Đây câu hỏi rất là điều quá, nhìn mà điều quá. Anh cũng đừng biến thái vừa phải thôi. Em cũng biến thái lắm nhưng mà vừa phải thôi. Rồi đó đi. Em mặc áo ngực size bao nhiêu? Trời đất ơi, tao nhìn tao đoán được rồi. Tao không biết. Size nước ngoài là size 80, size Việt Nam là size 36. Hỏi thôi chứ anh cũng. Xem ra anh chàng cũng không quá hiền lành như mọi người tưởng. Mà sao cúp B phải không? Đi. Bằng sao đây hả? Sao chung áo biết.